Tập mọi người ơi. Đó, bài tập đây là những cái bài học của nhóm em đưa ra là người đi sau á thì phải kế thừa được những tinh hoa của người đi trước để lại, cũng như là phải tạo được cái mới và có định hướng riêng của bản thân. Để tạo được một cái công việc ổn định cho mọi người thì cái công ty đó phải có cái vốn nguồn đầu tư ổn định, quan hệ ngoại giao với bên ngoài thì phải rộng rãi, phải có nguồn nhân sự có chuyên môn, có nghiệp vụ cao, thì và đãi ngộ cho nhân viên phải tốt, cũng như là môi trường làm việc thì cơ sở tốt. Tạo được mối quan hệ gắn kết với giữa các nhân viên với nhau, cũng như là sếp và nhân viên. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi phải hợp lý. Công ty trang bị được kiến thức chuyên môn cho nhân viên trong quá trình làm việc. Thì mục tiêu của công ty đưa ra là phải phát triển công ty để vươn tầm. Cho anh hỏi xíu cái tên công ty đó là tên công ty hay là công ty thôi mọi người bỏ cái tiểu tiết đi qua mình. Rồi, đọc lại gì? CS có hai nghĩa. Một là đọc lạ về chăm sóc khách hàng, hai là đọc lạ về cuộc sống. Cuộc sống của em rất là bất ổn mà. Đây là thầy đừng có đường đâu vì luôn là gần của nhóm em á, là tuy là những tập hợp những con người vô kia cho một nhóm, nhưng mà tụi em vẫn có mục tiêu và phấn đấu để tạo công ty vươn tầm quốc tế. Rồi, các bạn đặt câu hỏi đi, 1 câu tới 2 câu thôi nha. Chúng ta không đi lan man nha. 1 tới 2 câu thôi. Chúng ta không có thời gian gì đâu. Bạn nào đại diện trả lời? Anh trả lời cuối cùng. Anh hỏi, hỏi. Anh hỏi cái quan hệ ngoại giao rộng rãi là sao ạ? Nhậu á. Hai ba lần. Dạ, lớn, nhớ lên luôn. Dạ, cái quan hệ ngoại giao rộng rãi á là em học từ cái phút thứ 20 mấy của thầy á. Thầy có hướng dẫn là mình phải tạo cái mối quan hệ ngoại giao rộng rãi. Thì mình không có mối quan hệ thì mình phải gán là mình tìm kiếm cho bạn mình cách đi cửa hàng. Ai đang ví dụ ạ? Ở trong cuộc gọi khách hàng hỏi đi, người em quan hệ với khách hàng sao? Mình là quan hệ ngoại giao, có nghĩa là ngoại giao là mình nói chuyện với nhau, chứ không phải là mình quan hệ một cách thân thiết hay là bạn bè đi ăn đi chơi nắm tay nhau. Ví dụ vậy. Dạ hết ca rồi. Em tên em thấy. Khách hàng sẽ đi kiếm những cái hỗ trợ khác từ bên ngoài.
Hai câu này.